Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của VPickup. Hôm nay Việt sẽ giới thiệu đến mọi người một chú khủng long xanh, một chiếc Ranger Raptor đã được nâng cấp, đã được chủ xe ưu ái nâng cấp lên rất nhiều những cái option, rất nhiều những cái trang bị tiện nghi phục vụ cho gia đình cũng như là phục vụ cho công việc off-road. Thì chiếc xe này có gì thú vị? Mời quý vị và các bạn hãy cùng Việt tìm hiểu trong video này ngay bây giờ. Ở phần đầu xe thì chủ xe cũng đã nâng cấp cho chiếc xe này rất nhiều những cái option, rất nhiều những cái đồ chơi khiến cho chiếc xe này tạo nên một cái vẻ vô cùng cá tính và rất là đẹp, rất là có nét riêng. Ngoài ra thì cũng có những cái thiết bị giúp cho chúng ta khi mà đi off-road, nó sẽ hỗ trợ chúng ta. Tiêu biểu đến có thể kể đến cái cảng Hummer này. Cái cảng Hummer này là một cái, nói vui, nếu mà nói vui thì có thể nói là một cái phụ kiện không thể thiếu cho những anh em chơi off-road. Tại vì sao? Tại vì trên những cảng Hummer, thứ nhất là nó làm bằng sắt mọi người. Mọi người có thể nghe tiếng về gõ vào thử này. Nó được làm bằng kim loại, nó rất là cứng và rất là vững. Ở phần đầu nó được trang bị hai cái móc này giúp để cứu hộ. Mặc dù là trên bản chất chiếc xe này cũng đã được trang bị những cái móc này rồi, dính liền vào khung ngầm của chiếc xe rồi, zin rồi. Nhưng mà trên những cả Hummer này cũng được trang bị thêm những cái móc này nữa, giúp cái công việc cứu hộ hay là đi off-road này kia nó trở nên dễ dàng hơn. Và cái việc được trang bị cái cản sắt này, nó sẽ làm cho chiếc xe trở nên nó hầm hố, nó sẵn sàng địa hình hơn. Chúng ta có thể gọi là chơi một cách thoải mái mà không lo bị chảy xước móp méo. Ở phía dưới này cũng là một chi tiết rất là hay, đó chính là cái giáp gầm. Cái giáp gầm này được thay thế luôn so với cái giáp gầm zin. Giáp gầm zin thì nó rất là ngắn thôi, còn cái giáp gầm này thì nó được gọi là giáp gầm 3 tấm. Thì Việt sẽ quay chi tiết cho mọi người xem được là cái giáp gầm 3 tấm này nó cụ thể như thế nào, nó dài tới đâu. Thì cái giáp gầm 3 tấm này nó rất là to và dài, thì nó giúp việc bảo vệ gầm của chiếc xe của chúng ta nó được tốt hơn. Trên chiếc cản Hummer, trên chiếc cản Hummer này thì là cũng được trang bị kèm theo là hai cái đèn sương mù. Nhưng mà chủ xe đã bỏ đi cái đèn của theo cái cản Hummer này và thay thế bằng hai cái bi gầm này, giúp cho tăng cái độ sáng của chiếc xe này hơn. Đấy, và phía dưới này chúng ta có thể thấy một cái thanh LED ở đây, một cái thanh LED ở đây. Đó, cái thanh LED này là ánh sáng trắng. Việt sẽ bật đèn cho mọi người xem, nó là ánh sáng trắng, giúp nó tăng cái độ sáng khi mà chúng ta di chuyển những cung đường tối hơn. Nó sáng vô cùng luôn mọi người. Và được đặt ở cái vị trí khuất như thế này thì nhìn nó rất là thẩm mỹ và rất là lịch sự. Đó. Ở phía trên này là được trang bị ba cái đèn LED định vị ban ngày của Ranger F150. Ở phần đèn chính này thì cũng đã được thay thế bằng LED mắt quỷ. Nó đổi màu nhìn rất là hay, rất là cá tính. Và viền của đèn thì được dán cái miếng ốp giả carbon. Cái phần này thì thực ra nhìn nó không nổi bật, nhưng mà khi mà chúng ta nhìn kỹ vào chiếc xe thì chúng ta sẽ thấy nó rất là hòa hợp với cả tổng thể của chiếc xe luôn. Ở phía đầu xe này cũng được trang bị một cái bộ camera, trong cụm camera 360 độ của chiếc xe này. Thì chút xíu nữa vào trong phần nội thất, Việt sẽ nói kỹ hơn về cái bộ camera 360 độ này. Ranger Raptor là một chiếc xe rất là đồ sộ, rất là lớn. Và khi ngoài cái thời gian mà chúng ta di chuyển trên cung đường off-road ra, chúng ta cũng sẽ phải có những thời gian di chuyển ở trong nội thành. Thì nếu như mà di chuyển trong nội thành với một chiếc xe to và đồ sộ như thế này mà không có sự hỗ trợ của camera 360 độ thì thực sự khi mà vào những cung đường tắc hay là những cái đường ngõ hẻm nhỏ thì chiếc xe này rất khó di chuyển, rất là khó canh đường. Thì chút xíu nữa mình sẽ nói sâu hơn về cái công dụng của bộ camera này. Bước vào phần hông xe thì cái điều mà làm Việt ấn tượng đầu tiên, và Việt cũng dám cá luôn là mọi người cũng sẽ rất là ấn tượng, đó chính là cái bộ mâm lốp của chiếc Ranger Raptor này đã được thay đổi. Từ size mâm zin là 17 inch thì đã thay đổi qua cái bộ mâm này của hãng Fuel, là một thương hiệu rất là nổi tiếng của Mỹ. Nó là 18 inch. Cái bộ lốp vẫn là BF Goodrich, một bộ lốp rất là nổi tiếng. Thông số thì của nó to hơn lốp zin, tại vì nó phải theo size mâm mà, nên là nó sẽ là 18 inch. Còn về mặt kích thước, các kích thước còn lại, độ ngang và độ cao của nó thì sẽ giống như là lốp zin thôi. Tuy nhiên thì cái bộ, Việt muốn nói nhiều hơn về cái bộ mâm này. Cái bộ mâm này nhìn nó, phải nói là nhìn nó rất là hiện đại, nhìn nó rất là cá tính và rất là đẹp luôn á. Không biết phải dùng một cái tính từ nào đấy để có thể miêu tả được cụ thể về cái mâm này.
Nhưng mà cái này thì thực ra là do tùy từng người thôi. Có người nó sẽ thấy nó có hầm hố quá, nhưng mà Việt đánh giá nó hầm hố như thế này thì nó mới phù hợp được cái vẻ ngoại hình hầm hố của chiếc xe Ranger Raptor được. Tiếp đến đó chính là cái phần ốp gương này đã được trên nguyên bản của nó thì là được sơn đen nhám, còn ở đây chủ xe đã bọc một cái lớp giả carbon nhìn cũng rất là hay. Tương tự với cái phần tay nắm cửa ở đây được bọc cái phần giả carbon nhìn rất là hay, và nó giúp chống chầy cái phần hõm cửa này khi chúng ta đưa tay vào. Thì thường thường cái móng tay nó sẽ là cái điểm tiếp xúc trước với cái bề mặt sơn, thì nếu như mà không có cái này thì sau một thời gian sử dụng cái phần hõm cửa này nó sẽ bị chảy xước rất là nhiều. Và còn một điểm nữa đó chính là cái bộ chắn bùn ARB này. Cái bộ chắn bùn này thì cũng hay thường nói nôm na là những anh em chơi off-road mà không gắn cái này thì gần như là sẽ là một sự thiếu sót rất là lớn cho những chiếc xe bán tải nói chung, cũng như là xe Ranger Raptor nói riêng. Và ở phần gương này thì chúng ta sẽ vẫn thấy ở đây, như Việt đã nói ở phần đầu xe, là chiếc xe được trang bị bộ camera 360 độ, cho nên là sẽ có hai cái mắt camera ở phía bên trái và bên phải của hai bộ gương. Và một cái điểm nữa Việt muốn giới thiệu đến mọi người là mọi người nhìn thấy kiếm được không ạ? Nhìn nó rất là đen và rất là tối đúng không ạ? Đúng rồi, tại vì là chiếc xe này được dán cái bộ phim cách nhiệt 3M với một cái tông màu tối. Khi mà chúng ta nhìn từ ngoài vào ấy thì sẽ rất là khó nhìn ở phần bên trong, nhưng mà nhìn từ trong và nhìn ra ấy, thì lại cực kỳ dễ nhìn. Đó chính là cái điểm hay của cái bộ phim cách nhiệt này, cái màu tối này. Nó giúp tạo cho chiếc xe một cái cảm giác nhìn nó an ninh hơn, nó an toàn hơn. Người ngoài sẽ không nhìn được vào bên trong, và lúc đấy chúng ta sẽ có cái sự riêng tư hơn khi mà ngồi trong xe. Bước vào phần đuôi xe cũng có rất nhiều thứ, rất nhiều điểm, rất nhiều option khiến chúng ta ấn tượng bởi chiếc xe này. Cái đầu tiên có lẽ đó chính là cái thanh thể thao Hummer Night Fury này. Cái thanh thể thao này được kéo dài từ phần giữa xe đến phần cuối xe. Ở đây được trang bị hai cái thanh sắt kẹp vào nhau như này, giống như kiểu một cái nòng súng. Nó được đục những cái lỗ ở đây, nhìn rất là khỏe khoắn, nhìn rất là khỏe mạnh. Và cái thanh thể thao này có một điểm đặc biệt nữa, đó chính là cái chữ Hummer ở đây nó được trang bị đèn LED ở phía trong, nên khi chúng ta di chuyển thì cái đèn LED nó sẽ sáng lên và nổi bật chữ Hummer lên, khiến cho chiếc cả này nhìn rất là thể thao và cá tính. Tiếp đến nữa là cụm đèn hậu của Range Rover ở đây. Đèn hậu zin của chiếc xe này thì cũng là đèn 3 tầng, nhưng mà chỉ được trang bị là bóng halogen thôi. Thì chủ nhân chiếc xe này đã thay thế cái cụm đèn hậu Range Rover màu khói này bằng full LED 3 tầng, nhìn rất là nổi bật và rất là cá tính. Nhìn nó khác biệt hoàn toàn so với cái mẫu đèn hậu zin. Thì cái mẫu đèn hậu này nó có hai màu, một là màu trong, hai là màu khói. Thì cá nhân Việt đánh giá cái màu khói này nhìn nó đẹp hơn là cái màu trong. Nhìn nó ngầu hơn, nhìn nó bí ẩn hơn và cá tính hơn. Tiếp đến nữa đó chính là cái phần cản xe này. Cản sau thì chủ xe lại vẫn giữ nguyên cản zin, không thay thế bằng cản độ, không thay thế bằng cản Hummer, mà vẫn giữ nguyên cản zin. Tuy nhiên có một cái điểm khác biệt, và cái điểm này Việt rất là thích ở trên những chiếc xe bán tải nói chung, cũng như là chiếc xe Ranger Raptor này nói riêng, đó chính là cái bệ bước chân âm này. Cái bệ bước chân này cách sử dụng rất đơn giản, chúng ta chỉ cần dùng chân kéo ra, nó sẽ giúp chúng ta leo trèo lên trên phần cốp này rất là dễ, rất là tiện lợi. Sau khi sử dụng xong, chúng ta chỉ cần đẩy nhẹ vào trong, nó sẽ âm hẳn vào phía trong này, nhìn cực kỳ gọn gàng, cực kỳ tiện lợi và rất là đẹp, rất là thẩm mỹ. Mọi người có thể quan sát lại này, lấy chân đẩy nhẹ xuống này, đẩy lên này, đó, giúp chúng ta leo trèo lên trên cốp, lấy đồ lấy đạc như thế này rất là dễ dàng. Thậm chí là phụ nữ hay là trẻ em cũng có thể leo lên một cách dễ dàng được, và lấy ra lấy vào nó cũng rất là dễ nha. Lấy chân đẩy nhẹ vào này, đó. Tiếp đến nữa là cái phần cốp. Phần cốp của bản chất cốp zin của Ranger Raptor nó cũng đã rất là nhẹ rồi, nhưng mà tuy nhiên thì chủ xe vẫn trang bị cho nó một cái ti cốp trợ lực. Nó giúp cái việc đóng mở cốp nhìn nó còn nhẹ nhàng hơn nữa. Thay vì chúng ta phải lấy cái tay như bình thường, chúng ta phải lấy cái tay chúng ta đỡ cái cốp xuống để nó rơi một cách nhẹ nhàng, thì bây giờ chúng ta không phải đỡ tay nữa. Chúng ta chỉ cần mở ra, nó sẽ rơi xuống một cách rất là từ từ. Nó chậm và nó đều, giống như là cốp điện luôn đó mọi người. Nó chậm và nó đều. Thì cái việc mở cốp này Việt đánh giá là nó nhìn nó sẽ lịch sự hơn và nhìn nó sẽ đẹp đẹp mắt hơn. Và khi đóng lên cũng thế, nó vẫn rất là nhẹ thôi, cực kỳ nhẹ nhàng. Đó. Ở phía bên trong cốp này cũng có một cái rất là hay và Việt muốn giới thiệu với mọi người. Đó chính là cái thùng chứa đồ ở đây.
thì cái thùng chứa đồ này đây nó hay vô cùng rất là dễ thương đó. Chúng ta cất những cái đồ đạc quan trọng, những cái gì mà chúng nhỏ nhỏ, ví dụ như là đồ điện này kia chẳng hạn, chúng ta không muốn để ngoài vì sợ nó sập sạch, vì sợ nó dễ thất lạc, thì chúng ta có thể cho vào nó vào trong cái hộp này. Cái hộp này chống nước cũng rất là tốt. Thì cho nó vào trong cái hộp này, hộp này có khóa luôn, thì cái việc lấy ra lấy vào nó dễ dàng vô cùng. Bởi vì ở đây nó được trang bị cái bản lề này. Đó, nó trang bị cái bản lề này, nên là chúng ta có thể đứng ở ngoài xe, đứng ở phía ngoài này, thò tay vào kéo nó ra để lấy đồ đạc ra được. Thay vì chúng ta phải trèo hẳn lên trên thùng xe, lên trên phần cốp xe để mà lấy đồ ra. Đó, đóng vào này, khóa, đậy vào trong, rất là dễ dàng, rất là dễ thương. Ngoài ra thì chiếc xe này cũng được trang bị cái nắp thùng cuộn điện. Cái nắp thùng cuộn điện này nó tiện lợi hơn cái nắp thùng cuộn cơ rất là nhiều, vì chúng ta không phải thao tác bằng tay đóng mở kéo nó, mà chúng ta chỉ cần xài remote hoặc là chúng ta xài nút bấm ở đây. Như Việt thì remote đang ở trong xe, thì Việt sẽ thao tác một nút bấm cho mọi người xem nha. Ấn nút ở đây rồi là chiếc thùng nó tự thể tự kéo ra kéo vào. Cái điểm hay hơn nắp thùng cơ là ví dụ như khi trời mưa chúng ta đang ngồi trong xe, mà ví dụ như thùng phía đằng sau của chúng ta đang mở, chúng ta không muốn làm ướt đồ, thì chúng ta có thể ngồi trong xe sử dụng remote đóng nó vào, thay vì cái việc là phải đi ra khỏi xe, đội mưa đi ra ngoài rồi là cầm tay kéo, nhiều khi lỡ chẳng may nó bị kẹt nữa thì sao, thì rất là bất tiện đúng không ạ. Thì cái thùng cuộn điện này nó đã giải quyết được cái vấn đề tiện lợi cho chúng ta. Ngoài ra thì cái nắp thùng này cũng có luôn hệ thống đèn nhá, để giúp chúng ta lấy đồ vào buổi tối nó sẽ dễ dàng hơn, thay vì là phải dùng cái đèn flash của điện thoại. Và ở phía trên cái cảng Hummer này, cái thanh thể thao Hummer này cũng có hệ thống đèn LED luôn, rất là đẹp, rất là cá tính. Nói chung là phía sau của cái có chiếc Ranger Raptor này, chủ xe lên những cái món option nhìn nó vừa cá tính, nhưng mà tuy nhiên nó lại thể hiện được cái sự tiện lợi của chiếc xe. Nó không quá hầm hố nhưng mà nó vẫn đủ cá tính và đủ đẹp để cho chiếc xe có một cái nét đẹp riêng. Như Việt đã nói khi mà giới thiệu ở phần đầu xe là chiếc xe này có được trang bị một bộ camera 360 độ. Thì khi mà trang bị cái bộ camera này, chủ xe cũng đã thay nguyên cái màn hình này, một cái màn hình size lớn hơn. Đó, thì đây Việt sẽ giới thiệu cho mọi người xem. Đó, cái bộ camera 360 độ này nó sẽ mô phỏng chiếc xe của mình lên hình 3D, là chúng ta sẽ quan sát được xung quanh của chúng ta có những cái chướng ngại vật gì hay không, hoặc là xung quanh chúng ta có cái vật cản gì hay không, để khi bắt đầu di chuyển đấy chúng ta sẽ thấy nó an toàn hơn. Là chúng ta có thể quan sát nhiều góc này, có nhìn bên trái, nhìn bên phải này, nhìn đằng sau, nhìn đằng trước, nó rất là nhiều góc, giúp chiếc xe di chuyển một cách an toàn hơn trong những đường xá đông đúc, hay là tắc đường, hay là những cái đường ngõ hẻm nhỏ. Đây là quan sát trên hình ảnh ID. Đó. Cái màn hình này cũng rất là hay mọi người. Cái màn hình này để Việt sẽ ao ra cho mọi người xem. Cái màn hình này, cái độ nhạy nó rất là tốt nha. Chúng ta có thể xem YouTube, nghe nhạc. Và chiếc xe này cũng đã được kích hoạt loa trung tâm lên. Đấy là một tính năng ở phần xe. Cũng đã được kích hoạt loa trung tâm JBL. Đó. Ở phía trên này thì chúng ta được trang bị một cái bộ camera hành trình, nhìn rất là nhỏ gọn, dính lên kính chắn gió này, nhìn nhỏ gọn và nó không bị làm cản trở cái tầm quan sát quá nhiều như những cái bộ camera lớn. Ngoài ra thì chiếc xe này cũng được trang bị cái cảm biến chân ga Race Chip. Thì cái cảm biến chân ga này, công dụng của nó là tăng và tối ưu cái khả năng vận hành của chiếc xe. Nó làm giảm cái độ trễ chân ga trên các dòng xe máy dầu nói chung. Thì cụ thể cái Race Chip này nó hoạt động như thế nào, thì chắc là Việt sẽ phải có một cái video trải nghiệm thực tế lái chiếc xe Ranger Raptor này cùng với cái cảm biến chân ga được trang bị, thì Việt mới đánh giá cụ thể cho mọi người được. Còn khi mà xe đang đậu một chỗ mà chia sẻ thì nó sẽ không được khách quan. Hàng ghế sau khi mới nhìn vào thì chúng ta sẽ thấy chiếc xe này hình như là không có cái option gì cả, không có cái trang bị gì cả. Nhưng mà tuy nhiên thì chủ xe vẫn đã trang bị cho chiếc xe này một cái option rất là tiện nghi, rất là tiện ích mà rất nhiều chủ xe bán tải mong muốn có được. Đó chính là ngả điện cho hàng ghế sau này.
mọi người có thể nhìn thấy rõ không ạ? Khi Việt ấn nút ở đây thì cái hàng ghế nó sẽ, cái ghế này nó sẽ trượt tới hoặc trượt lùi tùy theo cái độ ngả chúng ta mong muốn. Thì khi ví dụ nó trượt tới thì cái lưng này nó sẽ xéo hơn, từ đó thì giúp tăng cái độ ngả cho cái người ngồi ở hàng ghế phía sau này cảm thấy được thoải mái hơn. Tương tự như các dòng xe sedan hay là những dòng SUV có thể ngả được cái hàng ghế phía sau này. Còn trên những chiếc xe bán tải nói chung ấy, thì về cơ bản là cái lưng của nó rất là đứng, tại vì ở phía sau là một cái thùng, cho nên là cái ghế phải dựa vào trong cái thùng này. Vừa rồi thì Việt vừa mới giới thiệu đến quý vị các bạn chiếc Ranger Raptor màu xanh đứng ngay cạnh Việt đây, đã được chủ nhân trang bị lên những option rất là thú vị, rất là tiện nghi, phục vụ đi hàng ngày cũng như là lâu lâu có thể mang đi off-road, đi chơi những chuyến dã ngoại cùng gia đình. Những trang bị mà Việt vừa mới giới thiệu đến quý vị và các bạn là đều được làm chính hãng tại trung tâm FX Auto của bên Việt. Thì nếu như quý vị và các bạn có nhu cầu mua xe, độ xe hay tư vấn về xe thì hãy liên hệ Việt theo số hotline ở dưới màn hình để nhận được hỗ trợ cũng như là tư vấn về giá cả một cách tốt nhất. Đừng quên cho kênh của Việt Pickup một like và một subscribe. Nếu thấy hay, hãy chia sẻ video này đến mọi người. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.